Dạ vâng, mến chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Loa Phương Nam Sài Gòn Thế Giới Âm Thanh. Hiện tại là mấy anh em bên Phương Nam Sài Gòn đang bận rộn tăng ca những đơn hàng của anh chị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã đặt cho bên Phương Nam Sài Gòn. Dạ vâng, và video hôm nay thì bên Phương Nam Sài Gòn sẽ thanh lý những mặt hàng của khách hàng đã trao đổi cho bên Phương Nam Sài Gòn. Có những anh chị đặt mua những dàn loa của bên Phương Nam Sài Gòn và loa cũ nhà anh chị không cần sử dụng nữa và nhờ bên Phương Nam Sài Gòn thanh lý lại, thì video hôm nay bên Phương Nam Sài Gòn sẽ thanh lý cho anh chị. Và nếu như anh chị đang cần tìm mua một dàn loa karaoke, dàn loa lưu động cũng như là loa gia đình, loa sân khấu mà chúng ta cần trao đổi loa cũ lấy loa mới bên Phương Nam Sài Gòn, thì bên Phương Nam Sài Gòn sẽ hỗ trợ là thu loa cũ của anh chị về và sẽ đổi loa mới. Thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp với bên Phương Nam Sài Gòn nha mọi người. Vâng, và hiện tại thì bên Phương Nam Sài Gòn chỗ rất là chật nha mọi người. Bây giờ bên Phương Nam Sài Gòn sẽ thanh lý những sản phẩm mà khách hàng đã nâng cấp của bên Phương Nam Sài Gòn rồi là nhờ Phương Nam Sài Gòn thanh lý lại, thì bây giờ em sẽ thanh lý cho anh chị nha mọi người. Thì bên Phương Nam Sài Gòn thu của khách hàng bao nhiêu thì bên Phương Nam Sài Gòn sẽ thanh lý cho anh chị bấy nhiêu thôi. Như chiếc loa này là anh trai đã đặt cho bên Phương Nam Sài Gòn cách đây một năm trước và anh đã nâng cấp thêm dàn lớn hơn, tức là ghép thêm cặp loa ở trên đó mọi người, và anh đã nhờ bên Phương Nam Sài Gòn thanh lý lại với giá là 11.9 triệu, thì bên Phương Nam Sài Gòn cũng thanh lý 11.9 triệu cho anh chị nha mọi người. Loa một súp 50, hai bát 40 và hai loa chép, và dàn máy thì là 4 thớt nha mọi người. Thì lát này em sẽ test karaoke với dàn loa này và test nhạc xem là sau một năm khách hàng sử dụng thì bây giờ bên Phương Nam Sài Gòn test lại sẽ như thế nào nha mọi người. Ở đây là vỏ thùng này bên em chưa lau chùi nha mọi người. Thu về sau là bên Phương Nam Sài Gòn để về cho anh chị luôn. Còn lúc mà anh chị mua thì bên Phương Nam Sài Gòn sẽ sẵn sàng túc sơn lại cho anh chị, vệ sinh lại cho anh chị sạch sẽ nha mọi người. Anh chị nào chốt được chiếc loa này thì rất là may mắn nha mọi người. Với giá là 11.9 triệu đó, khách nhờ Phương Nam Sài Gòn thanh lý bao nhiêu là bên Phương Nam thanh lý bấy nhiêu nha mọi người. Còn phí vận chuyển là bên Phương Nam Sài Gòn chưa bao nha mọi người. Rồi, một hai bát 40, một bát 50 và hai chép dàn máy 4 thớt này thì chưa vệ sinh gì hết nha mọi người. Anh chị chốt thì bên Phương Nam sẽ vệ sinh lại cho anh chị, và lát nữa em sẽ test karaoke với mẫu loa này, rồi là sau đó là bên Phương Nam Sài Gòn sẽ mở ra xem sau một năm khách hàng xài rồi là bát chép cũ từ cũ chép ra sao, rồi anh chị cũng tham khảo nha mọi người. Thì dòng này bên Phương Nam Sài Gòn trước đây đóng là một súp 50 này từ 220 côn 100 và hai chép hai bên thì từ 19 côn 76, và hai chép ở trên là chép này là dòng loa này là chép 750 nha mọi người. Rồi thì lát nữa bên Phương Nam Sài Gòn sẽ khui thùng với mẫu loa này và anh chị chốt thì cứ liên hệ trực tiếp với bên Phương Nam Sài Gòn nha mọi người. Còn ở đây là cái men 4 canh này. Đây là men 4 canh, thanh lý cho anh chị 2.950.000. Cái này là cây vang 400.000, cái trống hú 450. Rồi, cái loa 5 tấc này nè. Cái loa 5 tấc này thì của anh khách hàng đổi loa cho bên Phương Nam Sài Gòn, tại vì loa của anh mất cặp micro mọi người, cho nên là bên Phương Nam Sài Gòn thu lại và anh chị chốt thì bên Phương Nam Sài Gòn sẽ bỏ cặp micro ok vào cho anh chị sử dụng nha mọi người. Thì micro thì bên Phương Nam Sài Gòn thay vào thì đương nhiên là micro sẽ cao cấp cho anh chị nha mọi người. Đó, thường là micro như thế này nha mọi người, mic bọc kẽm hoàn toàn. Đó là 3.5 triệu. Anh chị nào nhanh tay thì chốt trong này nhé. Cái này là của Beth này, chất âm cũng rất là ok nha mọi người. Đây là hai cái quản lý nguồn nha mọi người, 400 một cái. Đó, cái này là micro. Cái này thì micro này thì bị hư một tay nha mọi người, bị hư một tay mic. Khách xài rất là mới nha mọi người, nhưng mà một cái bị rớt vào nước mọi người. Khách hát mà rớt vào nước cho nên là bị cháy một tay. Thì thường là dòng mic này mà cháy một tay thì bỏ chứ thay lại cũng tốn kém lắm, cho nên khách bỏ và mua mic của bên Phương Nam Sài Gòn, và Phương Nam Sài Gòn thu về với giá là 500.000. Thì bây giờ bên Phương Nam Sài Gòn sẽ thanh lý cho anh chị. Đó, dòng mic này thì hát cũng cực kỳ là êm nha mọi người. Và chiếc bên này thì của bên Phương Nam Sài Gòn nha mọi người, hàng trưng bày này, 5.5 triệu này. Đó, còn ở đây sẽ là một chiếc súp. Ở đây là súp 30 nha mọi người, súp điện 30 này. Bên ngoài tất cũng bạc điện 30. 1.450.000 nha mọi người. Rất chi là ok luôn. Rồi, và bây giờ vâng, và bây giờ bên em sẽ cắm điện vào và sẽ test karaoke với dòng loa này để anh chị và các bạn cùng tham khảo và khui thùng cho anh chị luôn nha mọi người. Rồi, hộ lại cắm test mở cái nữa, cắm máy khoan lại luôn đấy để lát khui cái thùng đó ra luôn. Và bây giờ bên em sẽ test karaoke với mẫu loa này nhé mọi người. Đó, rồi test xong là em sẽ mở ra luôn, mở ra xem là xem sau hơn một năm khách dùng thì cấu hình trong như thế nào nhé mọi người. Bề ngoài thì anh trai này là ở cho trang trái mọi người, cho nên là nó hơi dơ, thì bên Phương Nam Sài Gòn sẽ vệ sinh lại cho anh chị nhé mọi người.
thùng ở đây là thùng ván ép nha mọi người. Thùng ván ép anh chị sử dụng bao nhiêu năm thì nó cũng rất là ok. Đó, nó chống nước rất là tuyệt vời nha mọi người. Thời gian trôi tôi xa rời, rời vùng quê lên thành đô. Mong sao tôi sẽ mau thành con. Tôi đã hứa với em rằng chờ sớm mai xin nở hoa. Từng giọt nắng ấm áp chiếu sáng khung trời, nhuộm màu áo cười đôi ta xanh mướt duyên nồng. Cả một trời thương nhớ quay về, về lại chốn xưa sao em không thấy ra chàng. Bao nhiêu năm bôn ba tình thành công, em đã theo chồng em đi về một nơi xa. Vẫn nghe chim tim đang chờ, chờ ngày nắng lên cho bao ước mơ rực rỡ. Bao yêu thương khi xưa mình tôi mơ, ai có đâu ngờ hoàn sinh giờ đã phải bơ. Nắng vẫn cứ chiếu sáng hiên hòa, mà lòng giá bao nhiêu xương đêm không lành giá. Mang bao nhiêu đau thương truyền hoa xin kể thành khung hạt kê vẫn đơn đau đến tôi. Cả một trời thương nhớ quay về, về lại chốn xưa sao em không thấy ra chàng. Bao nhiêu năm bôn ba tìm thành công, em đã hát đi ạ. Vẫn trời ngày nắng lên cho bao hoa rực rỡ. Bao yêu thương khi xưa mình tôi mơ, ai có đâu ngờ hoa sinh giờ đã phai mơ. Nắng vẫn cứ chiều sáng hiên hòa, mà lòng giá bằng như xuống đêm đông lạnh giá. Mang bao nhiêu đau thương chuyện hoa xin kể thành khúc hát để bớt đơn đau đớn tôi. Vâng, và bây giờ bên Nam sẽ test một đoạn nhạc trước khi mà khui thùng của cái mẫu loa này thanh lý nha mọi người. Rồi lên nhạc. Này nha mọi người. Đó, 11 củ 9 nha mọi người. Thì khách tài dùng 1 năm rồi, nhưng mà anh trai xài rất là kỹ, mặc dù là anh dùng ở nhà vườn mọi người, dàn vườn anh dùng anh để ngoài vườn. Đó, và bây giờ anh là chốt giá lớn hơn và nhờ bên Phương Nam Sài Gòn thanh lý lại. Thì giá này là anh nhờ thanh lý nhanh thôi. Cái giá này thanh lý là quá hời nha mọi người. Đó, tại vì bây giờ hiện tại thì bên Phương Nam Sài Gòn chỗ rất là chật nha mọi người. Thank you.
sẽ bát 40 nha mọi người. Đây bát 40 này. Đó từ 19 con 76 nha mọi người. Từ 19 con 76. Và ở đây sẽ là súp 50. Ở trong là có phân tầng xin xò cho anh chị nha mọi người. Đây. Phân tầng ở bên Phương Nam Sài Gòn trước đây phân tầng xin xò cho anh chị rồi. Có lọc ấm ở sau 1 năm sử dụng bề ngoài thì nó hơi dơ mọi người. Dùng bằng ván ép nha mọi người. Cho nên là nó chống nước rất là tốt luôn. Đó, cái này là bát 40 này. Hình như này, sau 1 năm thì nó bùi hơi bùi bằm mọi người. Nó hơi bùi bằm thôi. Còn đây xúc. Đây là xúc 50 nha mọi người. Đó, rất là lực lượng luôn. Đó, từ 220 và con 100. Và bên này cùng vậy nha mọi người. Bên mày này sẽ bát cho người luôn. Hay lờ khui khui luôn đây. Khui bát này luôn. Khui cả hai bát trời là khui chép. Chép về khui một cái nhanh. Cái thùng này lau chùi lại và vệ sinh lại thì cũng còn rất là mới nha mọi người. Đó, nó chỉ bùi thôi, bùi và hơi dơ chút thôi nha mọi người. Lau chùi với là tút lại miếng là nó như mới. Đây cũng sẽ là bát. Trong này còn là một phân tầng nha mọi người. Bên này sẽ một phân tầng. Bên này cũng bát cái trang về nha mọi người. Ở đây, mặt chết. Rồi, tiếp theo là chép. Có hai phân tầng nha mọi người. Hai phân tầng xịn xò nè. Đó, rất là mới nha mọi người. Nó hơi bùi rồi, hơi dơ thôi, lau chùi lại rồi. Bên này là có bông tơ cho anh chị hết. Chép 750 rồi xếp. Đây, chép đây mọi người. Chép này. Rồi. Và bây giá 11.900 nha mọi người. Anh chị nào chốt sớm thì sẽ chốt được. Còn anh chị nào chốt trễ thì thông cảm nha mọi người. Anh chị cứ liên hệ trực tiếp. Có súp 50 từ 220 con 100 này, anh chị nhìn cổ súp này, đó rất là chất lượng nha mọi người. Đây là bát chép, rồi anh chị chốt đơn về 11.900 nha mọi người, đó, 11.900. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo 0969 623 625, 0862 623 625 để được tư vấn và đặt hàng, tham khảo sản phẩm tại kênh YouTube Loa Phương Nam Sài Gòn. Quý khách hãy đăng ký kênh và cho một like để ủng hộ. Đừng quên bấm chuông theo dõi để luôn cập nhật nhiều video review sản phẩm mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn.